Bực mình với chúng mày ghê ấy. Bắt đầu 10 đứa kia bắt đầu lại thả tim. Nghe bị ngu à? Chúng mày bị ngu à mà thả tim lắm đó. Mấy cái đứa kia không thả tim nữa. Đứa nào thả tim xem chỗ thả tim ở đâu với chúng mày ơi. Bây giờ Facebook nó không phát hiện ra cái đứa nào thả tim để tao chặn nó nhỉ? Tao mà phát hiện ra đứa nào mà thả tim thả bướm là tao chặn chặt luôn nha. Áo mèo phò à con. Điên thế không biết được. Tao không bán 89 cả. Mẹ chúng mày cứ trả giá một đồng một trinh là rất là bực mình luôn. Bởi vì sao bán cho bọn trẻ trâu rất là bực mình. Chúng mà trả giá từng đồng từng trinh một. Nên tao bây giờ tao muốn bán cho chúng mày đâu. Bởi vì sao? Bởi vì thế nha, đừng bao giờ hỏi là tao có bao giờ tao check inbox không. Là tao không muốn check inbox cho bọn mày đâu. Nha. Mấy đúng là mấy cái con lưng lồn mong manh. Nhìn hết cả người. Đứa nào thả đấy chúng mày vào phát hiện chúng mày vả là vỡ mồm của ta cái. Từ mai tao đi mua cái bút về, tao có hôm nay tao mua không được. Bộ này là bộ gái lầu xanh. Bộ này là bộ gái lầu xanh nha. Rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ gái lầu xanh rất là đẹp luôn này. Mà để ra một lần nữa là tao không livestream đâu, tao đi ngủ ấy. Bộ này là bộ gái lầu xanh luôn đây này, bộ gái lầu xanh. Nha. Bộ này là bộ là gái lầu xanh rất là đẹp luôn. Rất là chụp ảnh lại màn hình đi, chụp ảnh lại màn hình đi. Hey. Hey. Ha, đấy, thấy chưa? Chúng mày giờ vào chúng mày đi nhá, là chúng mày nhảy lên một phát là người yêu mày đã thích rồi là nhảy. Đấy, nó tung nó gió lên một phát là mẹ người yêu chết ngất ra luôn. Cái đứa nào nó thả tim đó không được. Tao đéo thích xem World Cup đấy thì làm sao? World Cup cái gì mà World Cup? World Cup là làm mất rất nhiều tiền mà không khéo là còn khi là ở nhảy cầu đến nơi. Chúng mày xem cái này chúng mày ngồi nhà làm gì? Dạng hán là ngồi tao xem bán hàng. Thích thì mua quần áo giá rẻ, đúng không? Thế thì cắt nó còn quẹo cái đéo gì. Gái lầu xanh nha, mua gái lầu xanh cho chị em mới là áo mèo phò nha. Bộ này là đứng bộ này rất là đẹp luôn nha, chị em với gái mèo phò nha. Bộ kia là chị, bộ này là em nha, kiểu như là em này mới lên phố đấy mặc bộ này ra được, ra đường Trần Thế Hưng đứng này. Rất là mát luôn. Ôi dồi ôi, tím là lít Sơn Tùng kia. Tôi lại tưởng Sơn Tùng nó vào nó xem. Hóa ra đéo phải. Tổ sư chúng mày nhá, đứa nào mà World Cup vào đây tao chặn block nghe chưa? Ta block lúc đứa nào mà vào đây gạ ta xem World Cup là ta block nghe chưa? Ta không có hứng World Cup. Tôi đặt trước đi xem Việt Nam đá bóng thôi. World Cup là mẹ à gì? Bộ gái lầu xanh 90k có rất là nhiều màu luôn. Thế này mặt nó tụt thì hở lắm, hở ngực à. Đã gọi là bộ gái lầu xanh là phải hở ngực. Thế bây giờ chúng mày đi tiếp khách, chúng mày là có vẻ hở hang, có nó hay xem hàng không? Bộ này thì bây giờ lại thích mặc kín đáo thì mua bộ gái lầu xanh làm con mẹ gì. Đã gọi là bộ gái lầu xanh là làm sao? Mặc ở nhà cho chồng nó ngắm, hai là đi tiếp khách. Thế thôi. Đấy. Nha. Còn thích kín thì là mua bộ khác mà mặc bộ che bím hoặc là bộ che chim về mà mặc nha. Thì phải nha nha. Đứa là ta đã bầu rồi. Tao bảo lúc cái thằng kia là gạ tao chơi xem World Cup. Tao bảo lúc luôn. Bây giờ đứa
cái con Thu Mai Huyền kia mày thích tao chặn câu bố mày đã không trả lời bình luận trả lời tin nhắn của mày rồi mày thích vào mày nói nhiều không? Mẹ mày nói nắm nó tao đã ghét rồi. Nha 90k nha. Bộ này 90k nha, bộ này là bộ gái lầu xanh nha. Bộ này bộ gái lầu xanh này mấy đứa. Nha. Bộ gái lầu xanh rất là nhiều màu luôn. Đây, tiếp đến. Tê 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 tê. Bộ này là bộ 7 bóng. Bộ này là bộ 7 bóng nha. Thằng nào thả tim kia? Ít ba đứa nào thả tim kia? Thằng nào thả tim thì mẹ ta không biết Facebook cái thằng thả tim là thằng nào thì mẹ để bố mày chặn. Đéo có ngực thì làm sao? Áo này là không cần ngực nha. Bộ này là không cần ngực cũng vẫn mặc được. Bởi vì sao? Bộ này là nó là nhung lụa nó bay bay thì là ngực chúng mày không có, chúng mày cũng không phát hiện là chúng mày có ngực đâu nha. Đây là bộ 7 bóng nha. 120 bộ cái thằng Nguyễn Sơn kia tổ sư chúng mày. Cái loại chúng mày trả giá là ta đã thích bán rồi. Trời ơi, không ai chặn được cái thằng thả tim kia cho mình nhỉ. Trời ơi, đây là bộ này là bộ gái lầu xanh lại còn sợ hiếp dâm. Chúng mày phải sướng khi được hiếp dâm chứ. Thế bộ gái lầu xanh không màu hồng thì màu gì? Bộ mà gái màu xanh màu hồng thì mặc nó mới tươi mát. Đây, còn mấy chị làm mà có chồng có con rồi mà chuẩn bị chán thì mặc mấy cái bộ này nha. Áo kia có lơ màu khác không? Tối tăm cái đéo cái thằng Quang Trú kia là tao đéo bán cho mày rồi nha. Mày đứng đường là đéo có khách đâu. Đây là bộ 7 bóng nha. Bộ này là bộ 7 bóng dành cho những chị em nào thích sự bóng 7 nha. Đây là bộ 7 bóng nha. Bộ này cũng 90k này. Bộ này là bộ 7 bóng nha. Bộ này rất là hot luôn, tranh nhau luôn mà đéo có đâu. Không có ngực. Cái bộ này là nó gì nó che ngực. Chúng nó đi đường chúng mày nó phát hiện ra là cái bộ này là bộ gái đầu xanh thì chúng nó nhìn thấy mặt tươi mát thôi mấy con giả người. Chuối tây không còn. Nha. Inbox đi. Bây giờ chốt là nhiều đứa nó đảo là chúng mày lấy số ở đấy hiểu không? Cái con Hạnh em có cứt bố mẹ tặng áo. Mẹ cha chúng mày ăn uống ăn lãi được bao nhiêu mà đặt hàng trên đây là bị ấy đấy. Mấy cái đứa lùn kia mày chúng mày thích không? Bộ gái đầu xanh có nhiều màu. Vào Facebook của tao xem màu rồi comment cho tao. Vú to mà ui dồi vú to thì càng tốt. Vú to là nó độn lên thế này thì chúng mày càng hở được cái bộ phận dưới ra hiểu không? Đây. Bộ này là bộ 7 bóng nha. Bộ này là bộ 7 bóng nha chúng mày ơi. Bộ này là bộ 7 bóng nha. Sao chẳng lên bao nhiêu người xem rồi. 35kg cũng mặc được. Trừ khi đứa là ngoại cỡ tầm 55kg mà đéo mặc được rồi. Ta 50kg mà ta mặc được rồi. Tổ sư chúng mày nó là bộ gái lầu xanh chứ không phải là bộ gái màu xanh. Không có mặc được chị ơi là cái gì? Bực mình. Đây nha. Bộ này là bộ 7 bóng nha. Bộ này là bộ 7 bóng nha. Thế là thích thì là comment là inbox cho ta lấy bộ 7 bóng nha. Tổ mẹ chứ mày. Nha. Đây. Tiếp đi.
Tiếp đến là bộ này. Bộ này là bộ đéo thì bộ váy kẻ. Quần xì không, cái thằng, cái con Nguyễn Bảo Trâm kia, quần xì gì, quần xì công chúa. Bộ bảy bóng là bộ bó bảy màu, dành cho những bà thích là sự bóng bảy thì người ta gọi là bộ bảy bóng. Nha. Cái gì bị bóng có mặc được áo? Bị bóng là mặc bộ áo rất là đẹp luôn. Nha mấy đứa. Cái bộ bảy bóng ở đây khổ quá cơ. Áo bảy màu không đúng quốc pháp không bán. Người ta gọi là bộ bảy bóng. Cái xịt sung cái gì mấy cái mấy được chưa? Hôm nay là chúng mày đi đâu hết rồi mà ít người xem thế này. Đây. Đây là bộ bảy bóng. Chưa 18 cũng mặc được. Mày mặc bộ nào? Tí là tao giới thiệu những cái bộ mà chưa 18 tuổi cho mà mặc. Nha. Đây. Đây là bộ bảy bóng rất là đẹp luôn. Bộ này sơ vin vào cũng được, gọi là chúng mày buông xuống được, che và bím được. Váy kẻ đấy nó là có tông, nó làm sao mà tung lên được. Chỉ có cái bộ bảy bóng, à chỉ có bộ gái đầu xanh thôi. Ây da, bụng mẹ nó. Ôi cầm mặt. Sau đây là chúng ta sẽ học lớp là mặc bộ này đi dạy học sinh nè. Đây là bộ bảy bóng mày rất là đẹp luôn. Bộ loạt vú là bộ gì? Bộ loạt vú thì kéo xuống cho nó loạt qua vú thì gọi là bộ loạt vú. Có bộ che bím. Bộ che bím có đây, vào Facebook ta mà xem. Đây, bộ này cũng rất là đẹp này. Ta thấy bộ này là mấy chị em công sở mặc rất là đẹp này. Nó có rúm rúm cả ở dưới đít này nữa. Đây, mặc rất là đẹp luôn. Mấy bà này là dành cho mấy bà bầu cũng mặc được nha. Mấy bà bầu mặc cũng được. Mặc rất là tiệp. Cái con Huyền Trang cái sao mày ngu thế? Đã gọi là bộ gái lầu xanh là phải để chúng nó chỉnh. Thế bây giờ là không gọi là bộ gái lầu xanh thì làm sao được chúng nó chỉnh hả? Bộ này chỉ có công dụng mà đứng đường, hai là để chồng đỡ đi chịch chuyện ở ngoài thôi, chẳng có công dụng mà mẹ nào khác cả. Thế thôi, còn nếu là mà muốn mua bộ gái lầu xanh để về làm gái ngoan thì đéo có đâu nha. Bộ này là sao mà giống bộ ra tù được. Cái bộ da tủ nó khác, nó là áo. Cái bộ này là dành cho chị em là bầu bí, là mặc cái này rất là đẹp. Đấy. Nó còn zoom zoom mà dít dít nữa. Đây. Nha, nếu nào mà mua thì chụp lại màn hình gửi ảnh cho tao. Đừng có nói mồm. Váy mà nữ không có cái con trang trang kia. Mày thích váy mà nữ không? Tao vả cho mày vỡ alo bây giờ. Con Hương Trà rất là ngu nhá. Chúng mày chưa chồng mà làm sao mặc con mẹ nó cái bộ này vào, thế là gì mẹ có chồng ngay. Đã gọi, ta đã gọi rồi. Gái lầu xanh là cái bộ là dụ trai. Là chúng mày xa đứa nào mà đi khách thì là mặc bộ này là một ngày là chạy 5 cuốc. Bình thường là 5 cuốc, bây giờ chơi mẹ nó 10 cuốc, hiểu không? Đứa nào mà chưa có người yêu thì mẹ mặc ngay bộ này là gái lầu xanh. Hôm sau thì mẹ mày đảm bảo là có chửa có chồng luôn nha. Thế thôi. Chứ có cái con mẹ gì đâu mà cứ phải là thắc mắc là chưa chồng mới cả nó trịch. Cái bò này không là trịch thì là làm gì? Đây vén lên một phát là trịch luôn rồi. Cái con hoa hồng kia mày đừng có vớ vẩn nha. Vì vậy là cứ chào là bố bờ lốc nha. Có trai rồi, có cần mặc không? Thế bây giờ mày phải mặc, mày giữ người yêu chứ thì toàn những cái
Mấy con hắc lùn nha, mấy con hắc lùn nha, hỏi vừa vừa phải phải thôi nha. Động não lên đi. 12 tháng vẫn mặc được. 12 tháng là chuẩn bị đẻ đến nơi rồi, mày vừa đẻ xong là mày mặc luôn cái bộ này, bởi vì bụng xệ là mặc luôn được cái bộ kia. Cái gì vậy? Không có màu vàng cứt. Bộ gái lầu xanh này mặc vàng cứt cái gì? Bán cho cái mồm. Có cái mồm nó bán cho chúng mày thì ta câm con mẹ là. Bộ bảy bóng mặc vào thì là không chịch được. Chỉ có mặc bộ gái lầu xanh thôi. Vừa vừa con người. Tao không nói được một câu nào luôn. Tao thử hỏi chúng mày từ nãy giờ tao đã nói được cái câu nào chưa hả? Tao không nói, tao câm lý từ đầu livestream đến bây giờ. Là tự chúng mày là nói, chúng mày nói, chúng mày comment bao nhiêu cái comment kia. Tao có nói là con câu con mẹ gì đâu mà chúng mày toàn chửi đâu mà tao, tao không nói được câu nào cả. Nha. Tao toàn mặc cái tao đứng cho chúng mày ngắm, tao đã nói được câu con mẹ nào đâu. Đi mẹ tao có chửi đâu mà tao biết. Tổ sư chúng mày toàn hỏi hỏi ta để bắt bố mày trả lời cái câu hắn lên. 90k cái áo bảy bám. Tao chưa lắc được câu nào luôn. Thằng nào mà muốn mua cho người yêu thì inbox. Nhưng mà tao rất là nghi ngờ luôn chúng mày là trong tình trạng không khéo là đéo có người yêu như tao vào để gạ tình tao thôi nha. Đây. Đây nha, từ từ, tất cả từ từ. Tao giới thiệu luôn. Tiếp đến là cái bộ này. Là cái bộ xẻ bím mà có màu hồng đấy. Anh ơi em có nung lắm. Em mặc được cái. Cái con bùi như Quỳnh Quỳnh kia có nung nách thì cạo mẹ nó đi. Con Trinh Thị Phạm kia ở đây ta không bắt xà phòng xà bông. Mày phải hỏi, mày hỏi xà bông cái đéo tao. Nhà tao là cửa hàng tạp hóa à. Hỏi hỏi cái đéo mà hỏi hỏi. Ta không có lông nách ta vẫn mặc được nha. Cái mẹ ta đi, chúng mày cứ động đến cái lông nách của ta để làm gì. Đây. Ngày hôm nay là đã đủ một set. Đủ một set của váy xẻ bím là làm sao. Đủ một set của váy xẻ bím nha. Đây. Ta giới thiệu luôn. Váy xẻ bím này màu trắng dành cho em chưa 18 tuổi là vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt mặc áo này nha. Mặc áo xẻ bím màu trắng là mấy em chưa đến đủ tuổi đến kỳ kinh nguyệt mặc ngay áo màu trắng nha. Hiểu không? Em là chưa đến tuổi kinh nguyệt mặc ngay áo xẻ bím màu trắng. Tiếp đến. Chất là màu hồng ta không cầm ở đây. Tiếp đến. Em là ngấp ngoài đang giữa tuổi dậy thì bắt đầu mặc màu hồng bởi vì bắt đầu lúc đấy đang thời kỳ kinh nguyệt nha. Tiếp theo là màu thứ ba là màu đỏ. Màu đỏ là dành cho mấy chị em cuối tháng kỳ kinh nguyệt mặc ngay màu đỏ nha. Đến kỳ kinh nguyệt mặc ngay màu đỏ là hợp màu luôn, là lúc đấy là mặc là rất là hợp đến cuối tháng kỳ kinh nguyệt nha. Đấy. Đây, váy xẻ bím đây. Tiếp đến là bộ màu đen. Không tuột được. Có dây rồi. Nhà mấy cái đứa auto bot mi, cái mấy đứa auto mà like. Nhà bố mày chặn, bố mày đéo cần like nha. Mượn chúng mày vào đây à. Bị kinh giữa tháng thì mặc bộ này bởi vì chúng mày đến tuổi dậy thì rồi, mặc ngay bộ đỏ cho tao. Bộ đen là gì? Bộ đen dành cho mấy chị em hết kỳ kinh nguyệt. Mặc ngay bộ đen. Là mấy chị em là không còn kỳ kinh nguyệt nữa, mặc ngay bộ đen vào để hợp tuổi nha.
mặc áo cũng phải hợp phong thủy. Chưa 18 tuổi mặc ngay bộ xẻ bím màu trắng là lúc đấy chưa có kinh nguyệt. Mặc màu hồng là đang tuổi ngấp ngoại, chuẩn bị có kỳ kinh nguyệt mặc ngay màu hồng, bởi vì nó bắt đầu đổi màu rồi. Đứa nào mà bắt đầu là đến là tuổi dậy thì tháng nào cũng có mặc ngay màu đỏ nha. Bà nào mà hết kỳ kinh nguyệt, chồng con đẻ đái rồi mặc ngay bộ đen cho tôi. Mặc áo là cũng phải hợp phong thủy luôn. Là nhắc thế là bởi vì sao, là mua quần áo của tôi là phải hợp phong thủy mới mặc được. Nhiều khi mặc trái phong thủy là một là mặc trái phong thủy là đéo có khách. Bởi vì sao? Mặc bộ bảy bóng là đéo có khách nha. Mặc vào là tưởng con bóng nha, nó đéo mà đi khách đâu nha. Áo sẽ bị cái gì kia? Người yêu loạn kinh nguyệt mặc màu đen. Người yêu loạn kinh nguyệt mặc màu đen nha. Loạn kinh nguyệt là đang rối loạn, nó biến thành màu đen, kiểu như chúng mày pha màu nó thành màu đen hết nha. Anh ơi có áo nào mặc người yêu cũ như thế? Đây, đây, bộ này là bộ gái lầu xanh hoặc bộ mèo phò, nhưng mà theo ta bây giờ vẫn là đang mốt là bộ mẹ à, bộ gái lầu xanh. Tí nữa nghe chưa? Bộ gái lầu xanh đây, tao miêu tả cho chúng mày xem. Giả sử như mà chúng mày gặp người yêu cũ, chúng mày gặp người yêu cũ nhá, là này, ví dụ như là ê, lâu ngày không gặp, chúng mày chạy tốc lên một phát thế này, thế là bắt đầu là hàng họ nó hồ lộ hết ra, hiểu không? Thế là nó chịch chuẹt mày luôn, ngu lắm mấy con tí ạ. Mày có bán thêm không? Cái gì con cao chùi lên bán thêm cái gì? Sao áo màu hồng lại có cái nơ vô duyên thế? Cái nơ, để cái nơ vào đây là điểm nhấn vào vếu. Là đứa nào mà không có vếu thì là nhấn vào đây một phát là chứng tỏ là có vếu. Áo kỳ kinh nguyệt, áo xẻ bím là theo chu kỳ kinh nguyệt nha. Đâu rồi? Ta không có màu hồng ở đây, màu hồng ta lại cất mẹ nó đi rồi. Dòng kinh, những cái loại nào là đây, tao phân tích cho từng cái một này. Màu trắng là mấy con chưa có kinh nguyệt, là cái loại mà chưa đến đủ 18 tuổi, là cái loại gọi là con trẻ trâu trẻ danh cấp 2 ấy. Không khéo cấp 2 bây giờ nó có kinh nguyệt rồi cơ. Nhưng mà nói chung là những cái đứa nào mà chưa có kinh nguyệt mặc màu trắng, ví dụ nó có da váy thì nó cũng không phát hiện ra cái màu, hiểu không? Dạ, áo nó không phát hiện à, ví dụ như là kiểu như chưa có thì mặc màu trắng thì tinh khôi, em vẫn còn trinh, hiểu không nha. Tiếp đến là bộ màu hồng. Màu hồng nó là như màu này, không có màu màu đây tao miêu tả là sao. Bộ màu hồng là gì? Bắt đầu 18 tuổi là bắt đầu các em bắt đầu là đến kỳ kinh nguyệt một phát là mặc ngay màu hồng của tao nha. Nên là mua là phải mua combo 4 bộ. Bày cái gì ta miêu tả thế chứ đúng chức năng sản phẩm còn gì nữa. Mày mua cho chồng mày mặc bộ bò hường là mày mất chồng luôn nha. Đây, tiếp đấy là bộ màu đỏ. Màu đỏ là chị em, các chị em là tầm hai mấy tuổi là kỳ kinh nguyệt đều cuối tháng, tầm cuối tháng ấy bắt đầu có kỳ kinh nguyệt, mặc ngay bộ màu đỏ nó ra áo một phát là không phát hiện ra màu ngay nha. Nhiều đứa là mặc, nhiều đứa mà ngu người mà mặc có kinh nguyệt mà mặc màu trắng là chết mẹ chúng mày ngay nha. Là nó vẩy ra áo luôn, là thôi lần sau là không có mặc luôn, mặc màu đỏ nha. Tiếp theo là chị em là mà chồng con đẻ đái xong rồi, mặc ngay cho em màu đen nha. Mặc ngay cho em màu đen, bởi vì là cái lúc này đã đang rốt, ví dụ có rối loạn kinh nguyệt hay là nói chung là kỳ kinh nguyệt nó không được đều, mặc ngay bộ màu này nha. Mặc ngay bộ màu đen. Ta mua bộ mày mặc chồng, mày mua bộ mày mặc bộ cho tao mặc là mày mất mẹ mày chồng luôn, chồng mày hôm sau là đứng ngoài đường luôn. Cái con Thu Hà cái tao là tao hãm từ bé rồi nha. Con nào bị chỉ mặc bộ màu đỏ cũng được, nó rảy máu ra đây thì con không biết. Chưa 18 tuổi có kinh nguyệt thì vẫn mặc được nha. Đấy, đây, tiếp theo đâu rồi? Đứa nào mà muốn đặt theo combo 4 chiếc thì đặt ngay cho tao, tao giảm giá có 70k thôi.
ta giảm giá cho nha. Con áo trang hy kia mà có chửa mày mặc màu đen đi. Bởi vì là mặc màu đen thì nó che hết. Nó che hết, nói chung là có chửa thì nó lắm lắm cái vấn đề nó mặc màu đen nha. Cái bộ bảy bóng đây đây còn gì nữa. Tao không bán kính, chúng mày cứ bán kính đi thì bán kính. Cái gì lại thâm bím với thâm bung cái gì kia làm sao mà tao biết được. Chúng mày toàn hỏi cái câu vớ vẩn. Đây, lại thì lại trả giá mấy cái con đuý đuý được kia, trả giá cái gì mà trả giá cái con Huyền Nguyễn Huyền, con mày thích tao chặn không, trả giá cái con mẹ gì mà trả giá 60 kg đéo có đâu, cứ hỏi 65 kg toàn là cái bọn ngoài cỡ vào đây hỏi cái gì mà hỏi. Đây bộ này là mặc đứa là không có lông lách mới mặc được. 16, 17. Thì ta đã bảo tôi làm mà rối loạn kinh nguyệt thì mặc màu đen. Cái con Ngọc Trâm kia, bố mày đéo khiến mày vào đây nha. Cái con trẻ tranh trẻ trâu chưa, lớp 12 thì chưa học hết. Học mẹ mày đi, bố mày chặn luôn. Có kinh đàm mặc màu đen kìa mẹ mày, nói chung là chúng tao tư vấn đúng chức năng cho đến lúc mà nó có xảy ra cái vấn đề gì đừng có quay lại mà kêu tao. Em chưa chữa mặc màu gì được anh ơi, mà em cáo với da đen không biết. Tao là tao có lông lách thì tao cứng tao mặc, tao là đàn ông thì tao mặc được. Còn mấy con đàn bà mà muốn có người yêu mà có lông lách mà mặc cái bộ đấy là đéo có người yêu đâu. Tao nhìn ti mày chút thôi anh em chêm ngứa. Mẹ mày ngắm cái trời ơi, bây giờ đi ngắm vú người khác. Tao đéo hiểu là cái sở thích chúng mày phải sở thích dâm đã. Tao không có bán kính. Kính cái gì kia từ bao nhiêu cái livestream từ đời cha ông cố tổ tụi mày mà chúng mày cứ hỏi tao bán kính là sao. Tao có bán kính đâu. Nhà ta khổ có phải nhà tao đâu. Mày cứ kêu nhà tao có phải nhà tao đâu. Khổ nhà tao thì tao đã đéo phải là đi bán cái này được quần áo này rồi. Ám lộn cái mấy đứa kia. Xét chuối có rồi nha. Là không có lông lách tao đâu bán đâu. Có lông lách tao không bán. Đây, bộ này nè, bộ này bộ ba lỗ nè. Bộ này có trai con gái đều mặc được. Ô cái bộ này cũng đẹp nhỉ, nhưng mà tao có lông lách tao đéo tao mặc mày ạ. Hồi lách cả mẹ chúng mày. Cái thằng cao Minh Đạt kia. Nha. Tao ngu tao đi vào tê tao nói bao nhiêu người người ta xem à. Chặn luôn thằng Cao Minh Đạt. Đỗ Xuân Đức ơi. Lại xin lỗi mày đi nhỉ. Bố mày câu like ấy, bố mày câu like ấy thì bố mày cũng bán để lấy tiền nhá. Bố mày cũng bán hàng để lấy tiền nhá. Còn hơn những cái loại mày. Ngồi đi, mẹ mày nó tốn thì tốn tiền wifi ra. Ngồi đi, chẳng được cái con mẹ gì cả, cút mẹ mày đi. À lông lách em liệu mặc được không? Mét 12 không có, không mặc được đâu. Mấy bố cao cao tầm mét 7, mét 8 đừng có vào đây hỏi, có không có đâu. Đây.
ca ngô là cái gì? Bồ lên là cái... Lại hỏi làm tóc, trời ơi đụ mẹ. Cái tóc với cái tai cái gì mà ở đây mới tóc với tai? Bộ hồng này bộ gái đầu xanh 90k. Tao nghe chúng mày rồi. Đây. Đấy, bộ gái đầu xanh này 90k nha. Không biết bán được bao nhiêu, bán được bao nhiêu kệ mẹ tao đi. Ta mà không bán được thì ta đã chẳng phải lên đây. Bốn cái xanh đỏ tím vàng. Làm gì có cái nào mà tím vàng. Gầy thì mặc hơi rộng chứ có làm sao. Con vi vu kia cái gì, tại vì tác xạ là trên đây là chúng mày là bị ấy. Tao bán hàng đấy thằng quân mò kia. Nghe quân mò thì bẻ như quân phò à. Trời ơi bố, đấy lại thì mẹ là cái mấy cái điện. Chết rồi, quên, không biết tao lấy răng chưa. Nha. Cái áo lầu xanh ra trời á. Con mình đi. Có ở đây áo, áo là áo cha bím này, áo là áo cha bím này, đây là combo 4 chiếc nha. Nguyễn Mạnh Quý, bố mày chặn luôn là bố mày sợ mày chắc, bố mày sợ mày quá cơ. Đây thế, đây áo ba lỗ này. Áo này là đứa nào cũng mặc được này nha. Có hai màu là màu trắng với màu đỏ ạ. Có hai màu là màu trắng với màu đỏ ạ. Đứa nào mà mặc thì lấy luôn cho tao nha. Đụ mẹ mày vào vào đây mày thích con mình vừa vặn bố mày chặn luôn. Lồn từ 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 đã mọi người ơi, đợi từ từ đã để anh đi ra ngoài đã. Cái gì kia bà nào lấy thì là để inbox đi, còn mình vào đây thì tí nó lừa đảo cho thì lại đổ vạ cho tôi. Đây có màu vàng này, mày không sợ bố mày thì mày cái gì ngờ. Cái ông kia tôi nha. Mọi người ơi từ từ. Chết rồi, anh Tiến đã đóng cửa. Kéo lại. Anh Tiến ơi đâu? Chìa khóa đã, em có cái túi đâu. Em để trong túi à? Đây đây đây. Xem không biết. Cái gì? Tất cả từ từ nha. Làm sao mà giấu được cái con kia, cái con Thu Mai Huyền kia mày con mình nhiều quá. Ơ, không có. Em để trên bàn. Đây, 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 đây. Tao biết rồi, tao bây giờ tao là bớt gắt rồi nha. Tao sợ là bị hiếp dâm lắm. Không có. Cứ đóng cửa đi. Cứ đóng cửa lại cho em. Rồi. Chàng bé ta thấy mày rồi. Chúng mày cứ thấy là phải lại thấy. Chúng mày cứ thấy thấy cái gì mà thấy thấy. Chị nàng út ơi, em nói thật là chị thích thì chị vào chị xem thôi nha. Còn em không cần, không có nhu cầu chị vào đây đâu.
Đây. Biến thái cái mẹ ta chưa hiếp dâm nữa là được. Còn hơn những cái đứa nào ấy, mặt mũi thì là trong sáng, thì trong lòng thì là hiếp dâm với cả dâm tặc ấy. Đây. Áo là áo zip nha. Áo zip này. Áo zip này mấy đứa ơi, áo này rất là đẹp luôn, tao thề với chúng mày luôn là rất là đẹp. Đéo mua nhanh là đéo còn đâu. Áo zip là có hai màu là màu cam. Nha, đứa nào lấy cái này thì chốt luôn cho tao cái nào. Đâu? Đứa nào lấy áo zip nào? Comment đây nha. Áo zip là hai màu rất là đẹp luôn. Xấu thì là trả lại con mẹ tao ngay. Nha. Rất xấu trả lại con mẹ tao ngay. 90k. 90k nha. Nam Hưng bố mày chết rồi. Đây. Áo này là áo zip đây. Áo này là áo đi được đấy. Đây là mấy cái thằng đi được đi vào đây mà mua này. Đây. Nhìn khóa đây tao quay hẳn hoi cho chúng mày xem. Không chúng mày lại kêu ta là bán hàng vớ va vớ vẩn là nhiều con. Và hỏi rất là hám chất xấu trả lại được không. Tổ mẹ. Bố mày live stream mà trên này bố mày cho xem chất rồi. Tao phải ghi thế này để chúng nó đỡ ăn cắp live stream của ta. Thế mà vẫn bị ăn cắp như bình thường. Khóa này rất là đẹp luôn. Mày bị chỉ mày mặc màu đen. Cái này gã chim được, cái này nó cũng là zip. Cái này cũng là zip luôn. Đây. Có cả túi luôn này chúng mày này. Có cả túi đựng bao cao su luôn này, áo này đựng bao cao su luôn này. Đây. Đấy. Đá xương cút là cái đá gì? Có nha, đứa là mà mặc mấy cái màu này là màu mà màu này này bị chỉ bị chung mặc mấy cái màu này cho tao nha. Ít là cái con hoàng thủy linh kia mày thích tao chặn không? Mày hỏi ít thôi. Comment nhiều thôi. Ít thôi. Con Kiều Anh chốt. Chốt nha, tí inbox lại cho tao. Tịt mẹ luôn. Lại cứ thế không thấy tao là tao chặn luôn. Nha. Tao là đã vừa rồi. Không phải là cái thời mà 13, 14 tuổi mà là chu môi chu mỏ. Anh yêu em với cả cái thời mà vợ chồng chồng. Nghe là hãm lồn lắm. Nên tốt hơn hết là đừng có vào đây mà có thấy tao không mà gọi tên em đi là tao chặn luôn. Đéo gì hai mươi mấy tuổi đầu rồi cứ có thấy tao không mù mà không thấy lộn cả ruột. Tốt hơn hết là đừng có gọi tên em đi với cả có thấy em không với cả nhìn thấy con mình tao không chốt cho tao đi là tao chặn luôn đấy. Hết cái thời chu môi rồi. Hết cái thời đấy rồi. Đừng có hỏi ta nữa, ta mệt mỏi. Đây. Cái màu vàng cướp đây, đứa nào vừa hỏi màu vàng cướp đây thì có đây. Mày mua cái gì mà mày hỏi mày ship ship. Tao có mù đâu, tao đứng thế này mà tao không nhìn ra. Chụp màn hình đi. Yeah. Chụp màn hình lại đi. Hồi xưa mày mà hồn ma mà gọi tên em trong đêm mà cái con Hưng Hương Lily kia. Bố mày chặn luôn nha. Nói lắm là bố mày chặn luôn nha.
Đây màu vàng ấy, màu vàng vàng ơi, cứ đây, đứa nào mua đi. Đây. Và hãm là mua đi. Mệt mỏi với chúng mày ghê cơ. McCallerin. Áo vàng có ship. Cái lại nhớ là trả ship cứ hỏi hãm. Đây. Thằng Quản Văn Thắng kia là bố mày chặn luôn này. Là tao không có nhu cầu là nhu cầu mày mượn quảng cáo nha. Tao có nhu cầu tao tự tao đi tìm. Hỏi nhá mà hỏi lắm không biết được. Gọi tên cái gì mà gọi tên. Đây còn mấy áo này nữa. Đấy đấy là mà mua bộ gái lầu xanh đi. McCalloid Green còn cái gì là sai cái gì nữa. Nguyễn Hải Yến mày hỏi cái con mẹ mày gì, mày hỏi cái gì? Áo và cứt là đâu? Có áo thun tay lỡ. Có à, cái con Thảo Thảo kia trên Facebook tao đầy. Văn Thắng với ta là ta bốn mắt là ta bị rất là lâu rồi, ta bị hồi lớp 8. Là bố mẹ ta biết lâu rồi nha. Không phải mượn, mày vào đây mày mày hỏi đâu. Mấy cái thằng mà bên Isaac Izan kia nha, chúng mày cứ inbox cho ta là ta chặn luôn nha. Thì ta cứ gọi tên bố mày chặn luôn. Ta mà ta đéo nể nang đâu, tao đéo nói năng cái gì nữa đâu. Gọi tên em đi à? Cái thằng Hoàng Hiếu cái tao cũng chặn luôn. Đi vào đây mà giới thiệu. Chặn cái vành việc chưa? Có màu tím nhưng mà tao không có ở đây. Cái hôm mà tao giới thiệu màu tím mày đéo mà xem hỏi mua đi. Đi bây giờ không có màu tím ở đây thì nó là đi vào hỏi. Khách sẽ là hãm luôn. Nhiều khách này đi vào đây là gì? Anh ơi có cái áo này không? Mình bảo không có. Ôi tiếc nhỉ. Đến lúc à, có thì bảo bạn ơi có mua không? Ôi mình lại không cần nữa rồi. Xử chúng mày. Cái gì hỏi cái gì mà trả lời. Bực mình với mấy đứa mày ghê ấy. Bộ gái đầu xanh thì rất là mát mẻ luôn. Cũng có 90k thôi, cái này bằng nhung. Mà ai mua hàng thì vào inbox cho tao. Nha. Con kia mày thi đại học thì mày tốt nhất mày đi ra ngoài nha, mày không tao không mượn mày đi vào đây mà mày vào đây mà mày xem livestream của tao học hành không đến nơi đến. Đừng vào là anh gửi hình cho em xem, tao đang ở trên đấy rồi đi vào mà xem. Chụp lại màn hình cho tao mà xem, mệt lắm. Trả lời chúng mày rất là mệt luôn. Bộ này lép cũng mặc được. Chúng mày mặc bộ này khác thì bộ suông đâu. Đây. Bộ này là có rất nhiều màu luôn. Chết rồi, tụt người xem rồi.
Mạng năng lát. Có áo hu xì ga nha. Đây. Chụp ảnh đi, chụp ảnh màn hình đi. Mua hàng chụp ảnh là màn hình đi mấy đứa ơi. Bao nhiêu kg cái thằng Đức Thịnh kia? Về khu một tập hè đi anh, bọn em tập. Cái mẹ mày chứ liên quan thì đến tao. Giờ tao đang bán hàng kiếm tiền nha. Tập tành tập hè cái gì mà tập hè. Nguyễn Thành Tâm ơi, tao thấy cái mặt mày già rồi nhưng mà mày là đéo có văn hóa, chứng tỏ là bố mẹ mày đẻ ra vẫn là khuyết tật nha. Lạnh không chị ơi, lạnh không lạnh mát. Mặc bộ này rất là mát mẻ luôn, bộ này á mà đã vừa rồi đi đứng ngoài Trần Duy Hưng rất là mát luôn, thích cực. Khổ ghê, cái thằng nào mà kiểu như là ngồi hát la hát con mần á cũng khổ, cũng tội, nghĩ cũng tội. Vú lép đào mặc được nha. Quần hồng đây. Chụp ảnh ngay đi mấy đứa, chụp ảnh ngay đi. Chụp ảnh ngay đi, ta xem nào. Anh đang làm được ngặt lối là bài nào hả mày? Mẹ buôn thuốc lỗ được một ngày thì lỗ mẹ nó nhà luôn. Ngực lép mặc được nha. Áo vàng nào. Bộ gái đầu xanh nha, bộ gái đầu xanh 90k nha. Bộ gái đầu xanh này dành cho mấy đứa nào mà chồng bỏ chồng chê mặc ngay bộ gái đầu xanh nha. Chồng mê đến già luôn này. Lóng trả lại tao. Lóng đến đây tao làm cho mát. Đây. You are be on top. Bảy mươi kg đéo vừa. Làm gì có slip nào lọt khe à, làm gì có slip lọt khe á. Vú to mặc được nha. Hello hello hello. Bộ này rất là xinh luôn này, bộ này rất là đẹp luôn đấy. Tao thấy bộ này rất là mỏng manh và rất là mát luôn. Bộ này là gọi là bộ gái lầu xanh nha. Mua hàng con mình đúng cú pháp là bộ gái lầu xanh nha. Bộ hồng có nhiều bộ. Đang phát lại gì, người ta đang phát để phát lại. Cái thằng Đức Việt, cái thằng mà con Vũ Thị Phương kia sao mày ngu người nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 nha. Là 8 giờ 30 phút là bố mẹ đã live stream rồi nha. Có lông vũ mặc được không? Có lộ lông vũ đâu mà che à, là không mặc được. Cái bộ này là có dây. Nhưng mà thế là to người mặc vào thì đứt mẹ nó dây.